Chào cả nhà, hiện tại bây giờ mình có mặt tại Đức Cảng, thành phố Lê Chân, Hải Phòng. Thì mình phát hiện một cái ngôi đền bí ẩn. Với lại cái điều đặc biệt là trước mặt mình là cây đa có 13 gốc nha. Thì bây giờ hiện tại bây giờ mùa mưa với lũ lụt ở miền Trung thì nó sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc luôn. Thì hiện tại bây giờ nước ngập á, thì mình vô mình thấy nè, những cái tượng của ông hổ á, đang bị ngã rơi rớt xuống nước ngập nè. Thì bây giờ ông cậu mình đang đỡ tượng lên từ từ. Còn một ông hổ kìa Dũng. Đây. Đây, thì cái câu chuyện mình sơ lược cho cả nhà cùng nghe. Thì tại cái gốc đa 13 gốc này là nơi của bà chúa xứ Nam Phương ngự tại nơi đây. Ngày xưa là có thời mà còn mà thời kỳ mà Pháp cai trị của đất nước mình á, thì trong lúc mà những người mà tiều phu đẩy xe này nọ, thì có một cô gái đón xe quắt xe về ngay cái gốc đa 13 gốc này. Và cô gái ấy mặc áo dài trắng, thì cô gái ấy bước xuống xe, thì ông lão kéo xe, ông chỉ thấy là bỏ một tờ tiền, thì nhìn lại là một cái tờ tiền âm phủ, và cô gái ấy đã biến mất. Và cũng ngay tại cái gốc đa 13 gốc này, cây đa 13 gốc này, thì có những chuyện tâm linh. Và chút mình sẽ kêu người dân ở đây sẽ chia sẻ lại và kể lại cho mình nghe những cái câu chuyện tâm linh này. Đây, bây giờ là mình sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng cái cây đa 13 gốc này nha. Thì ít khi nào mình có dịp mình, tại vì hôm nay mình sẵn tiện mình đi công tác ở Hà Nội luôn, thì mình ghé về Hải Phòng. Đây, mình sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng là cây đa. Thường thường là mình chỉ thấy một cây, chỉ có một gốc thôi. Thì cái cây đa này á, hiện tại bây giờ là cây di sản của Việt Nam mình luôn nha. Thì theo như á, các nhà khoa học mà đo đạc á, thì cây đa này hiện là trên 1.000 tuổi. Đây, bây giờ mình sẽ quay từ đoạn cho mọi người xem nha, cùng chiêm ngưỡng cái 13 gốc đa này nha. Và những câu chuyện tâm linh ở đây là liên quan đến bà chúa xứ Nam Phương. Đây, 13 gốc đa này là nó mọc xuyên tạc tùm lum luôn, nói chung là thành một cái mà khu gần rộng lớn luôn á. Và trong cái 13 gốc đa này thì người ta có làm một cái am nhỏ để thờ mẹ Nam Phương. Mẹ Nam Phương đã trú ngự tại nơi này, là cô gái năm xưa đã trú ngự tại nơi đây, là chính là bà chúa xứ Nam Phương. Bà ơi, hôm nay con có dịp con ra đây thì cho con xin phép á, là con quay một cái clip này để cho mọi người cùng tin tưởng về cái sự mà tâm linh. Và để cho mọi người có, nếu mà có ra Hải Phòng thì ghé ngay chỗ vùng Đức Cảng, thành phố Lê Chân, Hải Phòng, thì ghé vào cái ngôi miếu có cây đa 13 gốc và mẹ chúa xứ Nam Phương đang trú ngự tại nơi đây, để cho mọi người cùng vào để thắp hương cho mẹ chúa xứ Nam Phương. Dạ, con xin phép. Thì bây giờ chúc mình sẽ ra mình hỏi người dân sơ lược về cái câu chuyện này như thế nào. Thì mình là chỉ nghe ông cậu mình kể lại sơ lược vậy thôi, thì mình sẽ kể cho mọi người cùng nghe vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi khám phá cái 13 gốc đa này nha. Đi dọc bên này chặt đặt, dọc bên này là quay nó rộng lên. Đây, bây giờ mình sẽ đi xung quanh là... Mà cái gốc đa chính là ở đâu Dũng biết không? Gốc đa chính là chính giữa. Gốc tự ngay cái bảng á, cái bả. Thấy rồi. Là từ một cái gốc đó mà đâm từng gốc ra luôn vậy.
Đó mọi người thấy không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ tìm một cái quán nước hay một cái người dân nào mà lão làng tại nơi đây, mình sẽ hỏi về cái sự tích bà chúa Nam Phương này như thế nào nha mọi người. Đó, nước vẫn đang ngập lên tới qua mắt cá, nhưng mà vẫn có người vào cúng cho bà chúa Nam Phương nha mọi người. Bà ơi, bà cho con hỏi, bà cho cháu hỏi là cái này là bà chúa Nam Phương hả bà cô bà? Đây là cây đa 13 gốc bà chúa Nam Phương. Dạ. Tại vì cháu ở ngoài thành phố á, ở thành phố Hồ Chí Minh á, Sài Gòn á, thì con cũng muốn tìm hiểu á, không biết là bà có thể chia sẻ cho con chút chuyện được không ha? Cái này là bà chúa này. Xong bắt đầu với bà mới thấy ở đấy người ta giải tỏa, thì bắt đầu bà mới đi xe phu về đây, nước luôn đây. Thế nên ai lấy mở hầu ở đầu tiên ra thì bà mới chìm xong rồi mới đây. À là bà chúa Nam Phương hiện hình về đi xe phu. Đi xe phu. Dạ. Đấy, xe phu to và 300 một cái xe đấy. Dạ. Và xe phu bằng giấy đấy. Tiền đấy, đấy, à là trả ông tiền đấy. Trả tiền âm phủ ha bà. Ừ, đấy. Dạ. Là bà ngự ngự nơi đây luôn. Rồi ở đây có những cái câu chuyện tâm linh nào khác không bà ha? Xuất hiện á bà. Dạ. Là hiện tại là cái cây đa với lại bà chúa Nam Phương ngự ở đây được bao lâu rồi ha bà ha? Gần 400 năm. Gần 400 năm ha bà ha. Dạ, dạ cảm ơn bà nhiều. Thì mình có ra trước nghe chỗ mà bà chúa Nam Phương chú ngự, thì có một bác bán nhang với lại những cái đồ với lại ghi mấy cái sớ cúng á. Thì bác ơi, bác cho con hỏi á, là bác ở đây cũng lâu chưa hả bác ha? Ở đây cũng được khoảng gần 40 năm rồi. Dạ, bác ở đây gần 40 năm rồi. Thì bác có biết về cái sự tích bà chúa Nam Phương như thế nào không hả bác ha? Đây bây giờ bác mở cho cháu cái khung văn của chú bà đây. Dạ. Sao bây giờ bác kể thì có. Bà là người Trần. Người Trần Hóa Thánh đấy. Bà có công đất nước từ cái thời ông Trần Hưng Đạo Vương mới là ông Ngô Quyền đấy. Dạ. Mà bà là người Trần mà được sắc phong. Dạ. Bà Viên Cấm Hải Phòng mình. Dạ. Đầu tiên là thờ bà là ở vườn hoa kéo chỗ bé bóng thiên nhiên thành phố đấy. Dạ hồi nãy em có đi ngang con thấy ở dưới cái gốc cây đấy. Dạ dạ đấy, cái kia ông thành phố có nằm gần đó, ông có rước bà về miền Thiên Nga, tức là 53 nơi lợi đây. Dạ. Thế thì bà là chúa hoàn cảnh thì bà đi chơi ông khu kéo này. Dạ. Thì bà đi khắp nơi thì coi như là đâu mà dân nghèo dân khổ thì là bà độ cho dân. Thế mà đâu mà có cảnh quan đẹp thì bà lại tá ngự nghỉ chân. Thế về đến đây thì là đẹp như thế này. Và bà ngự chính ở đây. Cho nên là rất nhiều gọi bà con ta ở khắp vùng miền gọi là kêu cầu về công việc làm ăn này khác là rồi về đến đây là xin bà. Dạ. Mà nhìn chung là thấy là ai cũng cảm nhận là có cái linh ứng. Dạ. Đấy nó là vậy thôi. Là bà hiện hình về kêu xe kéo về tới đây luôn. Xe kéo này bà trả. Dạ. Tiền ông phu rồi tiền này đấy. À là trả bằng tiền âm phủ, tiền giấy. À trả bằng tiền xe phu, trả tiền bằng giấy. Dạ. À là bây giờ là cái xe phu là như này ha. Đây, xe phu đây. Dạ. Đây mới là xe cổ này đấy, còn cái xe này là ngoài là giấy đẹp. Dạ. Giấy đẹp thì ấy thôi. Dạ. Là cô có thể chia sẻ cho con là cái bà chú xứ ngự này cũng được bao lâu ha cô ha? Nói về cái cây đa này là có trên 300 năm. Dạ. Rất một lâu chú bà về đến đây thì nói thật là cũng khoảng 100 năm rồi lại. Dạ. Đấy, là từ ngày xưa từ năm tám mấy hay là bảy mấy mà người ta không chống tự do tín ngưỡng đấy. Dạ. Là tất cả dân mình nó còn rào hết. Người ta còn vào không ai không cho ai vào cây đa, người ta không biết là người ta lễ báo mà. Dạ. Thế cho mà chú có phải là bình thường đâu. Nếu mà tính ra vậy là bà chúa Nam Phương là cái tên đó là ai đặt ha cô ha?
hay là bà chú Nam Phương có cái tên thì, thật không ha cô bây ha? Bây giờ là như bọn chị đây cũng là hậu sinh thôi. Dạ. Nói thật thì hôm ấy là có một cái đoàn người ta về đây gọi là người ta múa dâng hoa. Dạ. Thì người ta có mở cái đài ra là nói về sự tích của chú Nam Phương như là lúc đầu cô nói đấy. Dạ. Nó là vậy đấy. Dạ, dạ. Thì bây giờ mình hậu sinh mà. Dạ. Mình chỉ nghe thấy cái đoàn người ta về người ta hát dâng hoa dâng hương đấy. Dạ. Đoàn đấy là đoàn của thành phố. Yeah. Người ta mở có họp cái sự tích của bà ra là ta giới thiệu xong rồi yeah. ta mới nói còn về nói chung là như thế này này cái sự tích của cho bà Lâm Phương thực sự ra từ cái thời mà được có hát chầu văn đến giờ đấy tức là chú bà Lâm Phương chú bà Bản Cảnh thế như là hầu văn đấy là có đã có chú bà rồi nó phải có từ cái thời kỳ đấy thôi. Tất cả các đền phủ đều phải thờ bà đều phải kêu đến bà. Dạ. Tất cả các đền phủ thì mới thăng đồng được. Rồi ngoài ra bà chú Nam Phương ngự nơi đây thì còn những chuyện tâm linh nào khác xuất hiện ở nơi đây không? Thờ chỉ riêng chú bà Nam Phương thôi. Dạ. Một chú dạ. bà thôi. Với lại quan thổ thần thổ địa ở cái khu vực này thôi chứ còn không thờ cái gì cả. Dạ, dạ. Vậy là không có xảy ra những cái chuyện tâm linh nào khác ngoài bà chú Nam Phương nữa ha chú ha? Không, cái thực sự ra cái tâm linh ở đây chủ yếu là nói về tâm linh thì thờ mỗi chú bà thôi. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn bác nhiều nha. Dạ. Xe kéo là có thể đúng không? Là xe kéo thì chắc cũng... Gọi xe phu trả tiền bằng giấy. Là gọi từ ngay chỗ... Từ ở chỗ đền Tiên Nga. Dạ. Về đây. Dạ. Tức là bà... Khi mà cái chỗ dùng hoa đó kẹt thì người ta đưa bà về cái chỗ đền Thiên Nga. À. Nhưng mà bà lại kêu xe kéo bà về đây. Đúng. Tức là bà muốn cư ngủ ở đây. Bà muốn ngủ ở đây. Đấy, muốn ngủ ở cái cây đa 13 gốc này. Rồi. Rồi xong mà trả bằng tiền giấy. Tức là có thật. Tức là giả bằng tiền giấy này là cái tiền kia. Dạ. Đấy. Cái đó cái chuyện tâm linh đó là có thật đó. Có thật. Dạ. Chứ không phải không đâu. Dạ, dạ, dạ. Thì tại vì con ở trong Sài Gòn á. Thì con cũng đọc báo chí thôi, con chỉ nghe thôi, thì con muốn là giống như là một sở thị cây đa 13 gốc và cái sự tích bà chúa Nam Phương. Cái TV này em mở mạng, cây đa 13 gốc chúa bà Nam Phương nó cũng hiện lên ngay. Dạ, không, con này là con vô con đọc báo thôi. Chứ cái con... này cũng có, TV cũng có, cái điện thoại này nó cũng coi như là mạng của. Dạ, dạ. Vậy em là... về cứ mở mạng ra mà xem. Thế còn đây tất cả những đây là lóng sâu và độ có xe kéo đó, đó có xe phu nữa đó, đấy xe phu đó, đó. Gọi xe phu đặt trên bằng giấy nữa này đó, xe kéo bà về không mà trả bằng tiền giấy đó là có thiệt nha, chứ không phải là thêu dệt nha. Là cái này mỗi ngày gầm hay là mỗi ngày mình đều bán? Thường là ở đây tháng nào cũng như vậy, đêm 30 sang ngày mùng 1 đừng dã man luôn, dã man luôn tất cả các tỉnh quay Hà Nội là 30 với mùng 1 30 mùng 1 Hà Nội Nam Định tất cả các tỉnh là mà không nhất cả Việt Nam được ở đây. Mà bà chú Nam Phương này là có một cái ngày mà nhất định nào mà để làm lễ không ha? Có một ngày ngày 16 tháng 6. 16 tháng 6 âm lịch đúng. Dạ. Là... cái ngày đấy bao giờ mưa cũng lụt toàn bộ luôn. Là cái ngày đó bà về đây cư ngụ rồi. Cái ngày đó là ngày bà đi xe kéo về đây. Đấy, ngày 16 tháng 6. Dù là ngày đó là chắc chắn là sẽ lụt. Ngày sẽ lụt. Dạ. Tức là trong vòng bao nhiêu năm thì coi như là chưa thấy cái năm nào nó tặng cả. Năm nào nó cũng mỗi ngày đấy như thế. Bây giờ cái dạ. Là coi như là chú ở lên đây 40 năm rồi. Là chú 40 năm đều tận mắt thấy những cái cảnh đó. Không, cái cảnh đó thì nói chung là cũng có. Nó chiếm được khoảng 80-90%. Dạ. Thường xuyên nó như vậy. Dạ. Vào cái ngày. Dạ. Nó lục như vậy nè. Lục như vậy nè. Lục khi còn lục đây chặt đây cơ mà. Đây có lại là một cái đây. Ở đây nhiều các bạn.
đây mọi người thấy đang lũ lụt luôn đó. Đây đó, trong phía trong là cái ngôi đền thờ bà Chúa Năm Phương. Thì từ hồi nãy đến giờ là mình đã xác minh và mình đã tìm hiểu hai người dân đã ở lâu năm nơi đây, thì người ta cũng là hậu thế thôi, thì người ta có kể lại là ngày xưa là ngay tại đền Thiên Nga là bà đã đón xe phu chở bà về ngay tại cây đa 13 gốc này. Và trước khi bước xuống xe thì người phu xe thì thấy cô gái đã biến mất. Thì cô gái đó chính là bà Chúa Nam Phương hiện tại trú ngụ tại nơi đây. Và phát hiện trên yên xe kéo của mình là một tờ tiền giấy, hay còn gọi là tiền âm phủ đó. Thì mọi người thấy không, nước đang vẫn ngập và vẫn có người vào cúng cho bà Chúa Nam Phương. Tại vì cái sự mà linh thiêng, với lại cái sự, tại vì bà Chúa Nam Phương trú ngụ tại nơi đây là để ban phước cho mọi người nhà nhà. Ai làm ăn không được hay là muốn cầu mà hạnh phúc như thế nào á, thì bà đều làm hết, bà sẽ giúp hết.